À, đây là căn nhà hoàn thiện 100% luôn. Với căn nhà này quá tuyệt vời luôn, không còn gì để bàn nữa. Một căn nhà của đồng bào Dắk Lây chuẩn chất luôn, và căn nhà này là có đầu tư. Đấy, vì vậy từ khuôn viên cảnh quan có đến coi như là không gian của căn nhà là quá tuyệt vời. Vườn hoa cây cảnh điểm check in. Đây là một căn nhà quá tuyệt vời của đồng bào Dắk Lây. Này đã sẵn sàng để chào đón khách đấy. Này đang đi vào trời nắng. Đây là vườn hoa ngũ sắc đấy ạ. Đấy là tất cả loại hoa, kể cả lá hoa lở hoa không, lúc mùa lúc không, lúc nào xanh đỏ tím vàng. Đây là khuôn viên tiểu cảnh, cảnh quan rất đẹp luôn. Đây là căn nhà của giấc mơ Chapi đấy. Đấy, quay lại khuôn viên cảnh quan, tối là đèn sẽ sáng ở khu vực sân vườn khuôn viên này. Đây, bếp nướng này, bếp nướng đồ. Khuôn viên cảnh quan xung quanh của ngôi nhà. Đây là khu bàn ghế để ngồi check in. Ngôi nhà. Đây, đi lên nhà cho các bác xem. Hay từ đầu vào thôi à. Đi lên. Rất đẹp luôn như này. Đấy. Cửa mở lên. Không gian. Đây đang không có khách là để đệm như này. Đấy, màn nó bọc vào treo trên. Đèn lồng bên trên. Này quá chất rồi, sàn đấy ạ. Nhà vách gỗ luôn. Đây là một trong căn đỉnh cao của khu vực Phước Bình này. Không gian view view đẹp không ạ? Thì đã trồng cây ở đây, bờ rào này là tạo điểm xanh. Đấy, hành lang hai bên là sáng ra ngồi uống trà. Đây sẽ đi ra hành lang này bằng đường kia đấy ạ. Đây sẽ quay các bác quanh vòng quanh này. Từ ngôi nhà nhìn ra ở không gian hành lang view phía trước, nhìn ra một không gian xanh mát như này, có tuyệt vời không ạ? Đây là giấc mơ Chapi của Phước Bình, Bắc Ái. Và đây là một trong căn nhà mà coi là đồng bào phối hợp tốt nhất. À đây, ngăn luôn ra, đây không gian của du lịch riêng, họ ngăn ra bức tre như này, ngăn hết ra này luôn. Đấy, một cái không gian riêng biệt. Đấy, đi vòng quanh này. Đấy, vào đây là nhà vệ sinh cũng thế. Đấy, chưa lắp thiết bị đâu. Đấy, thì bên này. Đấy, nó sẽ có như là một không gian bên đây là vệ sinh và tắm. Bên đây và còn bên đây cũng thế. Đấy, sẽ lắp được coi như là ba hệ thống chậu rửa vệ sinh. Đấy, xin mái lá. Rồi, đây là một cái không gian khá hấp dẫn. Thì chúng ta có thể cùng trải nghiệm ở giấc mơ Chapi Phước Bình. Hy vọng rằng có thể cái video này sẽ cho anh chị thêm một cái điểm đến ấn tượng nữa. À đây, à, một cái đèn làm gỗ trên phủ gáo dừa để che nắng che mưa. Đấy, đi dọc đường hai bên luôn.